Bạn đã bao giờ tự hỏi hồng trà mà có vị dừa thì sẽ thế nào chưa? Đồ uống ngày hôm nay, hồng trà dừa kem muối biển. Bước 1, 100ml hồng trà. Hai mươi ml siro dừa. Khuấy đều. Đổ vào cốc. Cho đá. Hai muỗng kem muối biển. Món này bạn nhất định phải thử. Vị dừa rất phù hợp để tôn lên sự đậm đà của hồng trà, kết hợp với kem muối biển thì càng tuyệt hơn nữa. Đồ uống tiếp theo sẽ cực kỳ tuyệt vời, matcha nổi tiếng kết hợp với kem muối biển. Bạn đã sẵn sàng để học chưa? Tôi đợi bạn ở video tiếp theo.